Hoa Giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554, có thể gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo hay số di động để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin hình ảnh của sản phẩm khi gửi hàng. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái bộ rất là dễ thương. Cái bộ này nó là cái bộ của sứ mê tô, nó là cái bộ đựng gia vị dùng ở trên bàn ăn các anh chị. Cái này nó là một cái hũ đựng đựng muối nè, đựng tiêu, và một cái hũ nó đựng có thể là đựng đường hoặc cái gia vị gì đó anh chị cần thiết. Nó tạo hình những cái cây nấm nhìn rất là dễ thương, chế tác rất là tinh xảo. Ở phía dưới này nó có một cái nút nhựa an toàn để các anh chị tháo ra. Cái này các anh chị vệ sinh rất là dễ dàng nha. Cái nhựa này nó là nhựa an toàn cho sức khỏe, tạo hình rất là tinh xảo, men rất là đẹp các anh chị. Đây, nó có cái thương hiệu nè, Meto China, có nghĩa là xứ Meto, có cái vương miện nè, cái huy hiệu vương miện. Này nó cao là 6.5, đường kính là 4.5, mã sản phẩm là H1, giá 90k trên bộ. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái đế gốm mộc rất là đẹp. Cái đế này cái nó dùng để đốt đèn cầy, nó có hai cái tác dụng các anh chị. Một là nó dùng để ở dưới này các anh chị dùng cái đèn cầy, các anh để dưới này nè, cái nến đó, cái nến tròn, hoặc là cái nến, nếu các anh chị có nến dài thì chúng ta cắt khúc ra. Nó dùng để làm chảy sô-cô-la. Ngoài ra thì một số cái anh chị bên đông y đó có thể là dùng một số cái loại thuốc đó, các anh chị đốt cái đèn cầy hoặc cái đèn cồn nhỏ dưới này nè, cục cồn nhỏ dưới này nè, các anh chị hâm nóng cái thuốc đó để các anh chị thoa hoặc là sức. Cái này nó được chế tác hoàn toàn thủ công nha. Cái cốt gớm mộc mạc rất là đẹp, đáy nó có truyện ký tay nè. Cái này là truyện ký của nghệ nhân nghe các anh chị, chữ ký của nghệ nhân âm vào trong cái cốt gốm rất là đẹp. Ngoài ra cái này các anh chị có thể là dùng đốt trang trí ở trên cái phòng khách đó, các anh chị có thể đốt cái này nè, các anh chị xông hương, xông hương trên này nè, thậm chí là các anh chị có thể là đốt trầm nữa. Cốt dày rất là nặng, nó cao là 7.5, đường kính 8.5, mã sản phẩm H2, giá 90k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái an. Cái này nó dùng làm cái an cũng được, hoặc là một cái tống cỡ đại cũng được anh chị. Một cái an gốm Sino, dáng rất là độc đáo, hai bên nó phủ cái men hỏa biến trên cái nền men trắng rất là đẹp. Nó có cái vòi rót cho nên rất là tiện, các anh chị có thể là chúng ta đựng nước trên cái bàn trà đó, nước để dùng làm nóng ấm chén trà, hoặc là sau khi chúng ta dùng một tuần trà chúng ta đựng cái bã trà ở đây nè. An này rất là đẹp, nó được chế tác thủ công nha. Cốt dày nặng, cao là 6, đường kính 14.5, mã sản phẩm H3, giá 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ sản phẩm rất là độc đáo, một cái bộ gốm, một cái bộ dĩa gốm xưa. Nó thuộc cái dòng gốm Oribe, nhưng mà cái chất liệu này nè nó khá là giống với cái cốt gốm Raku đó các anh chị. Ở trong lòng của cái dĩa này nó vẽ hình hai cái con sò và những cái cọng rong đó, rong biển. Nó phủ men rất là đẹp, cốt cực kỳ già các anh chị, và nó có cái truyện rất là rõ ràng, truyện nó âm vào trong cái cốt gốm, cốt rất là già. Cái cốt nó giống như Raku các anh chị, cái cốt nó mềm giống như kiểu Raku. Đây nó có cái vết gấp kẹp đây. Một dĩa nó có cái vết tóc nhẹ, rất là đẹp. Này nó dài là 10.5, rộng là 7.5, mà sản phẩm H4, giá 80k trên bộ. Sản phẩm tiếp theo đó là những cái ly chủ đề 12 con giáp.
những cái ly men lam xưa các anh chị, rất là đẹp, có vẻ chủ đề 12 con giáp. Những cái ly sứ nha, ly sứ xưa vẽ chủ đề 12 con giáp. Để quay cái góc độ này các anh chị dễ nhìn thấy hơn. Ở đây có ly nó vẽ hình gà nè, ly này nó vẽ hình hổ là tuổi Dần, ly này thì nó vẽ hình tuổi Tuất, đây là vẽ hình khỉ tuổi Thân. Cái ly này rất là đẹp các anh chị, họa tiết nó được vẽ thủ công, vẽ tay rất là tơ tóc nha, rất là đẹp, vẽ bằng men lam. Và bên cạnh là nó có cái bài thơ 4 chữ, là một trong những cái khổ thơ cổ của Nhật, và nó có cái truyện ký bằng men lam. Ở dưới đáy nó cũng có cái truyện ký, truyện chìm á, cái truyện ẩn á, đây rất là đẹp luôn. Nó cùng một dòng nhưng mà nó mang cái phong cách nó khác nhau tí, có cái thì cái truyện ẩn, có cái là truyện vẽ bằng men lam. Đây cái này truyện ẩn đó các anh chị, truyện mà nó ký âm vào trong cái cốt sứ á, truyện bên ngoài rất rõ các anh chị. Ở trong video thì nó bị cái ánh sáng đèn cho nên nó không có rõ được như bên ngoài. Những cái ly sứ xưa rất là đẹp, rất là dễ thương. Những cái ly này các anh chị trưng bày rất là đẹp, dáng rất là hay. Ly này nó cao 3.5, đường kính là 5.3, mã sản phẩm là H5, giá 60k trên cái. Sản phẩm tiếp theo cũng là một cái ly xưa nữa, rất là đẹp, cái ly sứ xưa. Những cái dạng ly này là những cái ly rượu truyền thống của Nhật các anh chị. Cái ly này trên thân nó vẽ những cái đóa hoa cúc rất là đẹp, dáng rất là hay các anh chị, dáng rất là hay. Bên ngoài nó phủ cái men trắng ngà. Hoa cúc này nó được vẽ tay và nó được vẽ nổi nha các anh chị. Đây là cái mặt sau nè, cái nụ hoa hàm tiếu, đáy nó có truyện ký nè. Đặc biệt trong lòng là cái men trắng, cái kiểu men trắng, sứ trắng giống như trắng xanh của men lam các anh chị. Và trong lòng này nó có viết một cái chữ thọ, chữ thọ này nó được viết âm vào trong cái cốt sứ rất là rõ ràng. Đây, kiểu chữ chữ thọ thư pháp các anh chị, nó âm vào trong cái cốt sứ rất là rõ ràng. Ly rất là đẹp, ly xưa khá sâu tuổi, nó cao 4.5, đường kính 5, mã sản phẩm H6, giá 60k. Sản phẩm tiếp theo cũng là một cái ly xưa nữa. Cái ly này nó cũng vẽ cái chủ đề 12 con giáp nhưng mà nó cái dáng nó khác hơn tí cho nên shop để riêng ra. Truyện thì nó cũng cùng truyện với những cái ly, bốn cái ly vừa rồi. Đây nó vẽ hình một cái con chuột, nhìn rất là dễ thương, tuổi Tý. Chuột nó ngồi trên giống như cuốn thư vậy đó. Đây là cái ấn truyện này các anh chị, ấn truyện chìm. Đây nó bị ánh sáng đèn chúng ta hơi khó thấy, bên ngoài rất là rõ các anh chị. Còn đây ấn truyện ở dưới đáy nè, cốt sứ rất tốt nha, cốt thấu quang. Ly này nó cao 2.5, đường kính là 5.5, mã sản phẩm là H7, giá 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái khay, một cái khay trà sơn mài rất là đẹp. Cái này cốt gỗ nha các anh chị, cốt gỗ rất là dày, cực kỳ dày, cái khay này cực kỳ dày nha. Ở phía sau nó có truyện ký là của nghệ nhân nè các anh chị, truyện ký tay của nghệ nhân. Cái này nó chế tác rất là công phu, để làm cái khay này đòi hỏi là một cái thân gỗ khá lớn nha các anh chị. Cốt gỗ rất là dày, cốt gỗ này nó khoảng 5 ly, rất là dày luôn, gỗ tự nhiên. Khay này đường kính nó là 29, mã sản phẩm là H8, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm rất là độc đáo. Một cây ly ly trà gốm. Cái ly này nó thuộc một cái dòng gốm rất là nổi tiếng, đó là cái dòng Somayaki. Đây là một cái phiên bản đặc biệt của cái dòng Somayaki. Không nhiều các anh chị hoặc là
Một số nhà gốm sẽ khó nhận diện được cái dòng này lắm. Cái dòng này là một cái phân khúc cũng là khá hiếm trong cái dòng Somayaki này các anh chị. Cái kiểu men nó rất là độc đáo, nó phủ men loang lổ, nó lộ cái cốt gốm ra ngoài. Và cái men này là cái kiểu men long thỏ, thiên mục long thỏ. Nó điểm một số cái men giống như cái men Thúy Hồng vậy các anh chị, rất là đẹp. Đây, đáy nó có cái triện nè, ấn triện nó có cái chữ mã đặc trưng của cái dòng Somayaki. Trong lòng cũng vậy, nó thủ phủ cái men rất là đẹp. Cái dáng nó rất là độc đáo. Cao 4.5, đường kính 7, mã sản phẩm H9, giá 80k. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm cũng khá là độc đáo nè. Cái này nó nằm trong cái bộ trà đạo. Cái bộ trà đạo, cái này là cái hộp nó dùng để đựng những cái bột trà matcha đó các chị, đựng trà matcha. Cái này là một trong những cái dụng cụ không thể thiếu trong cái bộ trà đạo, nó cùng với chén trà, cái cây múc trà, cây đánh trà và cái cây đựng nước. Cái này nó là gỗ nha các chị, sơn mài, gỗ phủ sơn mài, chất liệu của nó là sơn mài đó, là gỗ, cốt gỗ. Cái dòng này là cái dòng sản phẩm xưa nè, được chế tác hoàn toàn thủ công, rất là đẹp, rất là kỳ công. Cái này thì cái nắp nó có cái vết tóc nhưng mà nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay chức năng anh chị. Chế tác rất là kỳ công. Cái màu đỏ đậm thì nó cao 7, đường kính 6.5, mà sản phẩm là H10, giá 60k trên cao. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chao anh, một cái chén trà dịp mùa hè. Cái chén trà gốm rất là đẹp. Trong lòng nó quét một cái dấu thiền, quét cái vệt men tạo hình cái dấu thiền, rất là đẹp. Thân bên ngoài cũng vậy, nó quét cái dấu thiền. Dấu thiền tức là một cái vòng tròn khuyết, giống như vòng tròn nó kéo dài vô tận đó. Nó thể hiện cho cái sự luân hồi theo cái quan niệm của thiền tông đó các anh chị. Cái chén này nó thuộc cái dòng Hagi nha, rất là đẹp. Chén này là cái chén dáng mùa hè, nó cao là 4.8, đường kính là 13 năm, mã sản phẩm H11, giá 60k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái chén gướm mộc rất là đẹp. Hai cái chén gướm mộc rất là đẹp, nó tạo hình xù xì nhìn rất là độc đáo. Nó tạo hình xù xì rất là độc đáo. Hai cái chén này nó có thể là cái chén rượu, giống như cái dạng chén trảng. Trong lòng nó phủ men nhìn rất là ấn tượng các chị, một cái vệt men nó giống như cái hình của núi Phú Sĩ vậy đó. Một trong những cái ngọn núi biểu tượng của nước Nhật. Kiểu men rất là ấn tượng các chị. Và ở đây chúng ta thấy cái vành nè, nó tạo hình xù xì nhưng mà rất là tinh tế. Đáy nó có triện ký tay của nghệ nhân nha, cực kỳ đẹp. Chúng ta thấy hình giống như biểu tượng của núi Phú Sĩ, nếu mà chúng ta lật ngược lại thì nó giống như cái giọt nước vậy. Rất là hay. Chúng ta thấy cái vành của nó nè, nó tạo hình xù xì nhìn rất là độc đáo. Cốt dày, nặng. Chén này nó cao là, có chỗ nó cao 3.5, có chỗ nó cao gần 4, đường kính là 15 năm, mà sản phẩm H12, giá 60k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cặp ly phu thê, một cái cặp ly trà phu thê rất là đẹp. Phu thê là một cái dạng độc đáo của Nhật, nó mang cái phong cách đặc trưng của Nhật. Ly phu thê, chén phu thê, dĩa phu thê, tô phu thê. Kích thước thì nó trên lệch một tí thôi. Cái ly này cái dáng rất là hay các anh chị. Trên cái thân ly này nè là nó được ấn lõm vào
nó tạo hình giống như cái quả hồng cách điệu vậy đó, bởi vì cái quả hồng là quốc quả của Nhật, cho nên chúng ta thấy trong cái văn hóa của người Nhật từ gốm sứ cho tới hội họa nó có nhiều cái sản phẩm nó mang cái hình ảnh trái hồng này rất là đẹp. Nó được chế tác hoàn toàn thủ công, cốt dày rất là nặng. Đặc biệt là cái cốt của nó, các anh chị cầm vào thấy nó nặng lắm. Cái triện ký tay nó nằm bên hông nè các anh chị, đây là cái triện ký tay của nó nè, nằm bên hông như thế này, một phần men nó phủ lên nửa cái triện rồi, cho nên chúng ta hơi khó thấy. Cái này bên ngoài nó đẹp hơn trong hình rất là nhiều, nó độc đáo ở chỗ đó, cái ly nhỏ thì men bóng, cái ly lớn men nó nhám. Một trong những cái vấn đề, một cái đặc điểm rất là đặc trưng của gốm sứ Nhật, cái ly lớn nó cao 7.5, đường kính miệng 6, đường kính thân là 7, mã sản phẩm là H13, giá 90k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dầm trà rất là đẹp, một cái dầm trà gốm mộc rất là đẹp luôn. Cái dầm này nó thuộc cái dòng gốm Hagi. Cái dầm này nó tạo hình giống như một cái đóa hoa đào các anh chị, tạo hình giống như một cái đóa hoa đào cực kỳ đẹp. Bên ngoài nó sậm, cái màu nó sậm hơn nha, sậm và nó nhìn nó mạnh mẽ hơn. Ở đây thì trong video thì cái màu nó khá là nhạt so với thực tế các anh chị. Ở trong lòng này nó cũng vẽ hình một cái đóa hoa đào, nó vẽ khắc âm vào trong cái cốt gốm đó các anh chị, rất là đẹp. Nó phủ một cái vệt men trắng nhìn rất là hay, nó được chế tác hoàn toàn thủ công, cốt dày rất là nặng. Đây, chúng ta thấy cái phía sau của nó nè, màu men rất là tinh tế. Đây nó có triện ký tay của nghệ nhân nha, đây đây là triện ký tay của nghệ nhân nằm chỗ này các anh chị. Này nó đưa ra sáng quá thì chúng ta khó thấy. Đây, cái này bên ngoài nó đẹp hơn trên video rất là nhiều các anh chị. Những cái hoa văn này nè rất là đẹp. Dầm này đường kính của nó là 22, mã sản phẩm H14, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình cắm hoa Ikebana rất là đẹp, một cái bình cắm hoa Ikebana của Nhật rất là đẹp, cái dáng rất là độc đáo, dáng rất là độc đáo các anh chị, dáng cực kỳ độc đáo. Đây, nó có hai cái miệng cắm như thế này, dáng rất là độc đáo. Tôi thấy cái chân của nó nè, cái men nhìn rất là ấn tượng, men giống như cái kiểu cái men kết tinh vậy các anh chị. Cái bình này thì ở trên trên vành nó có cái vết tóc như thế này, nhưng mà không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng, do chúng ta đựng nước thì chúng ta chỉ đựng khoảng từ khoảng 1/3 bình trở xuống thôi, tại vì cái vết tóc này nó chưa tới cái miệng này nữa, chưa tới cái miệng nhỏ này nữa, cho nên nó chúng ta chỉ đựng nước khoảng tới đây thôi, khoảng tới dưới đây thôi, cho nên nó không ảnh hưởng gì cả về thẩm mỹ hay là chức năng. Cốt dày nặng nha, rất là vững. Bình này nó cao là 29, chiều dài của nó là 21 năm, đường kính của cái miệng lớn đó là 8.5, đường kính của miệng nhỏ là 4.5, mã sản phẩm H15, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo cũng là một cái bình cắm hoa Ikebana nữa rất là đẹp, cái bình cắm hoa Ikebana rất là đẹp luôn, cái dáng rất là thanh với cái màu men rất là tinh tế, cái kiểu men rất là đẹp đó anh chị. Trên thân nó có những cái đường được nghệ nhân nó khắc âm vào trong cái cốt gốm để tạo cái hình trang trí, cái miệng nó hình tam giác. Ở dưới đáy này, nó ở trong lòng đáy này các anh chị, nó có cái chữ ký của nghệ nhân, cốt dày nặng rất là vững. Nó cao là 24, đường kính miệng
là 10 10.5, đường kính thân là 11, mã sản phẩm là H16, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa gốm xưa rất là đẹp, một cái dĩa xưa, dĩa gốm. Dĩa này nó thuộc dòng sản phẩm xưa nha các anh chị. Trên thân nó vẽ cái một cái cành hồng. Trái hồng á. Trái hồng là quốc quả của Nhật. Cho nên chúng ta thấy là trong những cái sản phẩm văn hóa của Nhật đó, nó thường thấy hình ảnh quả hồng. Họa tiết nó được vẽ tay và nó vẽ theo cái kiểu thủy mặc các anh chị, rất là đẹp. Vẽ theo lối cong bút á. Đây, chúng ta thấy là cái cuốc gốm này nè. Bên ngoài là cái men này nè, nó có cái màu hồng nhạt các anh chị. Nó đậm hơn trong hình tí. Và thấy cái cuốc gốm nó rất là dài nha. Cốt cái dĩa này cực kỳ dài, rất là sâu tuổi nha. Đây, chúng ta thấy nè, cốt rất là sâu tuổi. Cực kỳ sâu tuổi các anh chị. Để đưa ra cho nó chỗ nó ánh sáng nó vừa phải, các anh chị mới thấy được cái cốt gốm này nó rất là già luôn, cực kỳ sâu tuổi. Một cái dĩa gốm dạng, cái dĩa này là cái dạng dĩa trưng bày nha các anh chị. Các anh chị cũng có thể là sử dụng làm một cái khay trà cũng được nữa. Rất là đẹp các anh chị, nhưng mà các anh chị làm giống như cái bức tranh đó, các anh chị treo đề co chỗ cái bàn trà đó, thì cực kỳ đẹp luôn. Thay vì các anh chị treo bức tranh, các anh chị treo một cái dĩa, nó thay thế cho bức tranh. Đường kính của nó là 30.5, mã sản phẩm H17, giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa gốm rất là to, một cái dĩa gốm Sino họa biến rất là đẹp. Dĩa này rất là to các anh chị. Dĩa này nó cũng là cái dạng dĩa trưng bày. Này là cũng là cái dạng dĩa trưng bày. Trong lòng nó vẽ cỏ lau trên cái nền gốm đặc trưng của cái dòng Sino. Họa tiết này nó được vẽ tay các anh chị. Họa tiết nó được vẽ tay rất là đẹp. Những cái họa tiết cỏ lau là nó được vẽ bằng cái men họa biến nha, cực kỳ đẹp. Sino là một cái dòng gốm đặc trưng của Nhật, không thể nhầm lẫn. Nó mang cái vẻ đẹp rất là riêng. Cái dĩa này các anh chị có thể dùng làm một cái khay trà to cũng được nè. Rất là hiếm gặp cái dĩa Sino mà nó to dạng này, cực kỳ hiếm gặp ở các anh chị. Cốt dày rất là nặng. Những sản phẩm này nó được chế tác hoàn toàn thủ công, đường kính của nó là 29 năm. Mã sản phẩm là H18, giá 180k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa xưa nữa. Cái dĩa này là dĩa gốm nha các anh chị. Cái dĩa này sếp nghĩ nó thuộc cái dòng là Kiyoyaki á, với cái men rạng đặc trưng của dòng Kiyo này. Trong lòng nó vẽ một cái cành đào. Trong lòng nó vẽ một cái cành đào. Cành đào này nó được vẽ theo cái lối thủy mặc đó các anh chị. Thủy mặc có nghĩa là mực nước. Cái này nó giống như một cái bức tranh thủy mặc được vẽ trên gốm thôi các anh chị. Vẽ rất là tơ tóc. Thủy mặc là một cái trường phái hội họa lớn của phương Đông. Đây là cái chữ ký của nghệ nhân của cái người vẽ cái bức tranh. Cái dĩa này nó có hai cái tác giả, một là cái tác giả đi làm cái dĩa này, một cái nghệ nhân làm dĩa, thứ hai là cái nghệ nhân vẽ trên gốm. Đây là cái chữ ký của cái nghệ nhân vẽ trên gốm đó các anh chị. Rất là đẹp. Cái dĩa này là cái dĩa xưa nha. Sản phẩm xưa. Đây, ở phía sau chúng ta thấy nè, nó rất là sâu tuổi. Và ở phía sau này nè, nó có cái chữ ký của cái nghệ nhân chế tác nên cái dĩa này. Chữ ký của nghệ nhân chế tác nên cái dĩa này. Cùng với một cái hàng chữ. Thể là một cái bài thơ hay là một cái thông tin. Về cái dĩa này.
cốt rất là già, cực kỳ già đó. Dĩa này rất to nha, thực tế bên ngoài cực kỳ to đó. Đường kính của nó là 37, mã sản phẩm là H19, giá 450k. Tiếp theo là một cái siêu phẩm một cái bộ trà gốm, xin lỗi, một cái bộ trà sứ, cái bộ trà sứ Kutani rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Một cái bộ trà sứ Kutani vẽ vàng, bộ này cái dáng ấm rất là độc đáo các chị, dáng ấm rất là đẹp. Dáng ấm này đẹp, cái dáng ấm, cái kích thước ấm nó vừa phải, cỡ vừa đó, rất là đẹp. Dáng ấm rất là sang, đặc biệt là trên thân nó vẽ cái hoa phù dung, họa tiết nó được vẽ tay và nó được vẽ vàng, nó vẽ theo cái phong cách này, nó gọi là phong cách Satsuma này các chị, vẽ vàng. Họa tiết này được vẽ vàng, vàng này nó được vẽ nổi á anh chị. Rờ vào chúng ta thấy nó cộm tay đó. Vẽ rất là đẹp luôn, đặc biệt là cái màu men xanh này nè, men xanh ngọc này nè, chúng ta cực hiếm gặp trên cái dòng Kutani nha. Ấn triện là nằm trong cái mộc vuông, đặc trưng cho cái dòng được sản xuất vào thập niên 60 của thế kỷ 20, tức là những năm 1960 đó. Cái triện mà trong cái mộc vuông của cái dòng Kutani nè là nó chỉ sản xuất vào thập niên 60 thôi. Ở thập niên khác thì cái triện nó kiểu khác nha. Họa tiết này nó được vẽ hoàn toàn thủ công, vẽ tay. Và nó được vẽ bằng vàng thật nha các anh chị. Cái này vàng thật. Cốt sứ rất là tốt, cốt dày, nặng. Cực kỳ đẹp. Cái chén này nó rất là phù hợp với trà Việt chúng ta luôn. Bộ này nó kích thước nó rất là hiếm gặp, cái bộ cỡ này nè, cực kỳ hợp với cái trà Việt chúng ta. Thường những cái bộ trà Nhật á, cái chén nó to, rất là hiếm gặp cái chén mà cái cỡ này nè các chị. Vẽ vàng cực đẹp. Tôi thấy cái nắp này, nó vẽ cực kỳ dày. Cái tay cái vòi rót nè, cái tay cầm nó được mạ vàng rất là dày luôn. Đặc biệt là cái màu men xanh ngọc này nè, rất là hiếm gặp. Lọc là lọc sứ luôn nha các anh chị. Đây, lọc sứ. Ấn tượng đặc trưng của cái dòng Kutani vào được sản xuất vào những năm 1960, thập niên 60 của thế kỷ 20. Đây, cái lớp vẽ vàng cực kỳ dày, chúng ta thấy cái vành miệng đó, nó vẽ rất là đẹp. Bình này nó đẹp từ cái dáng cho tới cái cốt sứ, họa tiết, nước men, và đặc biệt là nó được vẽ vàng. Vẽ vàng là một kỹ thuật rất là khó, đặc biệt là vàng là cái kim loại quý. Kỹ thuật vẽ vàng trên sứ là một cái kỹ thuật rất là khó. Cái ấm này dung tích nó khoảng 330 ml. Ấm này cái cỡ rất phù hợp với trà Việt chúng ta. Cái ly này nó cao 5.2, đường kính của nó là 7.2, mã sản phẩm là H20, giá 1.650.000. Bộ này các anh chị trưng bày trên phòng khách cực kỳ sang. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình cắm hoa Ikebana bằng đồng. Cái bình cắm hoa Ikebana xưa bằng đồng của Nhật rất là đẹp.
Bình này cái dáng cắm rất là độc đáo nè, cái chất liệu của nó là đồng nha các chị. Bên ngoài nó rất là to nha, sớm phải để cái máy xay như thế này chúng ta mới có thể nhìn rõ nó. Cái mâm ở trên này nè, nó có cái lỗ chứa nước để cắm, chúng ta để cái bằng trong này nè và đổ nước vào trong đó đó. Cái thân của cái bình này thì nó được chạm nổi một cái cảnh sơn thủy rất là đẹp, chạm nổi 3D nha các anh chị, cảnh sơn thủy với núi non, những cái mái nhà tranh, con thuyền với hai cái ẩn sĩ, hai cái quai thì nó tạo hình linh vật cách điệu rất là đẹp. Cái bình này chúng ta có thể để tháo rời ra để chúng ta dễ bảo quản và vận chuyển đó, tháo rời như thế này. Và riêng cái mâm đồng này là chúng ta cắm được một cái dáng nữa, dáng sô kha. Rất là đẹp. Úp xuống. Đây, chúng ta thấy cái đáy nó đúc liền thân này. Đáy nó đúc liền thân luôn. Rất là đẹp. Đậy nắp lại. Bình này nó cao là 36 năm. Xin lỗi, 26 năm. Tổng cái đường kính của cái mâm là 30. Cái miệng cắm của cái mâm á là 9. Chân này nè, nó rộng là 18, mã sản phẩm là H21, giá 2 triệu 250k. Phiên bán hàng của ngày 2 tháng 4 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.